lọc này. Không có lọc nó giảm đi độ hay khá nhiều đấy các bác ạ. Không có lọc ấy. Đấy. Bát nó bị nhạt hơn, tép nó ít hơn. Đấy. Chính vì vậy mà lọc nhạc nó là một cái bộ phận rất quan trọng của một bộ âm thanh đầy đủ. Minh Audio Đông xin kính chào các bác nhá. Cửa hàng hôm nay lại về được hai em lọc nữa. Cái con lọc này thì thời gian gần đây cửa hàng bán đi rất nhiều, bởi vì giá hiện tại cửa hàng bán ra mức giá rất rẻ, 2,5 triệu thôi. Con này thậm chí còn cả ly lông này. Đó, còn cả ly lông của lúc sản xuất người ta dán vào cái mặt này. Đấy, kệ nó thôi. Mười cần gạt cho hai vế loa. Đây là nút tắt mở lọc, có lọc. Đây nút nguồn. Đây là đường vào, hai đường vào các bác nha. Equirex mình không dùng đến. Đèn sánh, đèn xanh là có lọc. Bộ lọc này size 42 thì anh em hoàn toàn có thể đặt vào âm ly từ size 40 đến size 44 đều được các bác nha. Đấy. Nó chả ảnh hưởng gì đâu. Đặt lên những con âm ly to thì vẫn đẹp lắm. Có lọc vào thì nghe âm sắc nó sẽ phê hơn, nó rõ hơn. Chép bát nảy. Đấy. Gạt đến đâu tác dụng ngay đến đấy các bác nha. Con này chỉnh còn nhạy hơn rất nhiều con lọc Nhật khác các bác ạ. Bởi vì thực tế con lọc này nó là một mẫu lọc cũng là ở phân khúc đắt tiền của lọc Hàn, nhưng hiện tại thì đang bán rất rẻ cho anh em chơi, 2,5 triệu thôi. Lên này, lên, tép lên, tép lên, bát lên, à lời lên, bát này, lên mạnh quá. Nói chung là khi có lọc thì anh em cũng phải chỉnh cho nó hợp lý. Chứ không nhiều khi là loa nó cũng không đủ sức để tải. Bởi vì có lọc vào là bát mid chép nó lên lắm. Nếu các bác chỉnh bừa là nó sẽ hỏng. Hai đường vào, một đường ra. Điện hai cầu. Điện 110 và 220. Hàng bao zin đét và hoạt động tốt cho anh em nhá. Dễ sử dụng lắm. Loại này thì nó quá dễ luôn. Lọc nhạc thì nó dùng chung cho cả nghe nhạc và hát karaoke. Xin chào, hẹn gặp lại anh em. Giá 2,5 triệu tại cửa hàng 0941 891 914.